Xin chào anh em Đông Anh nhá. Và ui, để đáp ứng được cái nhu cầu mua máy tính ở ngoại ô thì chúng mình, à còn chúng mình đã mở cơ sở thứ 11 là cơ sở Hacom Đông Anh. Và bây giờ thì hãy cùng xem là câu lạc bộ showroom 10 tỷ sẽ như thế nào nhá. Hoàng, em sang chị sang đây trước mà chị chả tìm cái showroom đâu cả, đang đứng cao lỗ này. Rồi bà chị ơi, bên kia kìa, nhìn bên kia kìa. Ô, đi sang đi. Ngay đằng sau à? Trời ạ. Wow. Wow. Đúng rồi, showroom 10 tỷ đó khác. Vâng. Bên nào cũng đẹp như bên nào. Đúng rồi. Wow. À các bạn ơi, ngày hôm nay thì bọn mình phải gọi là đổi mới một tí, thay vì là cả mình và Hoàng cứ đi giới thiệu xung quanh cái showroom này, mình phải chơi trò, chơi trò nhập vai của bé em có chơi không? Vâng. Đấy, thì hôm nay chị sẽ nhập vai là khách hàng này. Wow. Và em sẽ là người tư vấn được không? Okay. Bây giờ chị đang có nhu cầu build PC thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với linh kiện PC à? Thế thì đầu tiên sẽ là đây. Ui, bên đây là Intel và AMD để cho chị có thể chọn mainboard này và CPU combo thoải mái. Mainboard đúng rồi. Và chip đúng không? Đúng rồi. Đây thì bên này sẽ là của hàng của nguyên AMD này, B450 này, B550 này, các kiểu kiểu, và những CPU top, hàng top của AMD rồi. Đó. Và bên này thì là CPU Intel tất nhiên rồi. Thế chị chọn Intel thế hệ 12 nhá, main thì em tự lấy nhá. Rồi, mainboard thì chúng ta có sẽ có những bên này này, của Asus này, của MSI. Nhiều main này, nhiều main của Gigabyte nữa. Chị xem lại nhá. Ở đây nhiều loại main quá nhỉ. Thế từ từ tí nữa khi mà em lập hết một danh mục ra thì chị sẽ chọn nhá. Rồi, thế, okay. Thế thì chúng ta phải có một cái tản nhiệt gọi là tương xứng với cả. Ui rồi. Bộ bên chứ. Quay ra đằng sau. Đây. RGB, RGB, RGB. Tản nhiệt nhá, sẽ có cả tản nhiệt nước lẫn cả tản nhiệt khí luôn. Đầy đủ cho chị lựa chọn. Rồi. Chị, nói chung là cái gì là RGB là được, đúng không? Rồi. Và cuối cùng thì sẽ là một cái cam hình đúng không? Chị muốn chơi game một cái cam hình. Đây, chị có thể nhìn giải ra đây. Đấy. Có này nhỏ quá. Chúng ta sẽ có đây là card 730 thôi, nhưng mà em khuyên là chị nên mua chiếc RX 6600 này này. Được. Đấy. Thì trông lực được. Đúng không? Đúng. Rồi. Con này cũng khá là nổi tiếng đúng không? Khá nổi tiếng. Và bên bây giờ mình, nếu nói chung là ở đây chỉ là hàng trưng bày chứ chắc là trên kho mình còn sẽ còn rất là nhiều những cái mặt hàng khác thì mọi người có thể truy cập vào website để có thể lựa chọn. Và xem là đang có mặt có hàng tại cơ sở nào. Và nếu mà còn cao lỗ thì anh em qua luôn. Đó. 77 cao lỗ mọi người. Nhưng mà nói chung là ở đây là cũng ok rồi, ít nhất là có con này là xịn rồi, đúng không? Đúng rồi. Rồi, tiếp theo thì nếu mà sau khi mà chị mua máy tính xong tất cả mọi thứ xong thì phải lắp đúng không? Đúng. Sang bên góc đi vỏ cây. Đúng. Đi thôi chị ơi. À, full đen à? Ở đây là một combo full đây, đen. Đây. Vỏ cây, đây là những chỗ trong những vỏ cây giá tương đối là rẻ. Đấy. Những cái vỏ cây đây hình như em thấy nhớ là dưới giá 1 triệu thôi. Và rất là phù hợp với tất cả anh em. Anh em có thể đến đây nhá và ngắm từng cái vỏ cây này và check xem là ui, vỏ cây nào phù hợp với mình, giá tiền và cái dáng vẻ của mình nữa. Đúng không nhỉ? Rồi. Có rất là nhiều. Và sau khi mà chọn xong vỏ cây thì chúng ta phải có một cái chiếc màn hình để có thể gọi là chơi game giải trí rồi làm việc, đúng không? Cái màn hình làm sao mà ấy được. Chị nói lẹ thế nhờ, đúng đằng rồi, sau bởi vì chị đang tiêm ngay đằng sau lưng em là rất nhiều các đây, hãng màn hình. Đây sẽ có rất nhiều các mẫu màn hình khác đây nhau là nhá. Samsung nè. Đúng rồi, giá rẻ này, giá cao này, cao cấp này, thấp cấp này. Những chiếc màn hình 144Hz, 240Hz đều có mặt đầy hết để cho anh em có thể lựa chọn và mua ngay lập tức nhá. Ngay trên này là đủ các hãng LG này, Dell này, Asus này. Đây đủ các hãng luôn, phục vụ mọi nhu cầu của anh em. Nhưng mà bây giờ em không thích mua PC, em lại thích mua gaming gear thì thế nào chị? Gaming gear đơn giản, chị cũng có thể phục vụ em ngay. Bởi vì em chỉ cần nhìn thẳng ra phía đằng trước, chúng ta sẽ có rất nhiều gear ở đây. Nào, em muốn chơi gear gì, em muốn chơi game gì, đang tay cầm full ở đây. Ui, đây toàn tay cầm nhỉ, có cả của PS5 này, PS4 này, Xbox các kiểu này. Màu blue mà em thích nhỉ, xanh da trời. Đó. Được, chị ơi, thế còn gì nữa nhỉ? Bàn phím hay là tai nghe? Ui, ngay sau em là bàn phím rồi. Đây là một trong những mẫu bàn phím cũng tương đối là rẻ này, EK884 mà rất là nhiều anh em lựa chọn tại vì đúng cái rồi, size khá là bé của nó. Đấy, và anh em có thể sử dụng trực tiếp test ở đây luôn, rất là thoải mái luôn. Mà dưới này cũng có cả những chiếc bàn phím mà dành cho dân văn phòng nữa. Đúng rồi. Nghĩa là ngoài bàn phím cơ thì chúng ta có rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác nhau nhá. Đó. Rồi chúng ta phải chọn tai nghe thế nhỉ? Rồi, tai nghe và chuột đúng không? Ở đây. Hoàng là ông trùm về chuột khi mà chúng ta đã có một cái clip mà gọi là top những cái chuột đáng mua của năm 2021 đấy. Đúng không? Thì đây trong này có cái sản phẩm này em thấy quen thuộc không? À ở đây có những sản phẩm nào nhỉ? À ui em thấy chiếc Viper Mini là một trong những chiếc chuột mà em đã từng review. Đấy, nó rất là nhỏ, nó rất là bé và phù hợp với những anh em nào tay nhỏ. Thì anh em có thể đến đây nhá. Tìm chọn mua, tìm sản phẩm mà mình thích và có thể nhờ bên gọi là bán hàng của chúng mình, hỗ trợ bán hàng của chúng mình mở ra và cho anh em test xem có vừa kích cỡ tay anh em không. Đúng. Và đưa ra quyết định mua hàng đúng đắn nhất. Và đó là lúc mà chúng ta phải qua bên khu vực trải nghiệm đúng không ạ? Đúng rồi, đây, các bộ máy mà không biết mọi người có thấy quen không? Đây là trong showroom của 77 Cao Lỗ Đông Anh thì chúng ta sẽ có 4 bộ máy mà chúng mình đã lắp livestream cuối cùng đúng không? Đúng rồi. Hay đây. Là gần cuối nhỉ? Gần cuối. Của năm cũ. Năm con trâu, đấy. Rồi. Và đây chính là cái vỏ cây. Không, đấy đúng rồi, là cái bộ PC mà Hoàng lắp rất là tốn thời gian. Mình phải lắp cái tay nóng cửa đúng không? Cái tay nóng cửa này, đúng rồi. Và đấy, khi mà các bạn trải nghiệm, các bạn muốn có một cái tai nghe để nghe được âm thanh sống động hơn thì ngay bên trên các bạn có rất là nhiều những cái hãng khác nhau, màu hồng,
cũng có, rồi kiểu thể thao các thứ cũng vâng, có luôn vâng. Đấy, một trong những chiếc tai nghe mà mình recommend nhiều anh em mua nhất đó chính là chiếc EH925S kia. Nó cũng màu hồng luôn à? Xinh vâng, xinh có cả màu hồng lẫn cả màu đen, phục vụ cho từng anh em một. Bên này thì cũng sẽ có bàn phím này. Ờ, bàn phím này nhỏ đấy, Mistel đúng không? Không, đây bàn phím của Leopold là cái chiếc nhỏ này. Đấy, chiếc bàn phím này cũng tương đối là con và nhiều anh em mua lắm. Đặc biệt không ạ? Đúng rồi. Và bàn phím Mistel nữa. Nói chung là ấy, bên Hacom chúng mình, bên Hacom cao lỗ chúng mình nhá, là sẵn sàng phục vụ anh em tất cả các mặt hàng sản phẩm luôn. CPU, mainboard, RAM, ổ cứng, các màn hình, vỏ cây màn hình này, loa lủng này, bàn phím tai nghe các kiểu đầy đủ luôn. Đúng rồi, có thậm chí là có cả thiết bị văn phòng nữa đúng rồi. Chúng ta sẽ có một cái khu nhỏ nhỏ ở góc bên này là chúng ta sẽ có các thiết bị văn phòng như kiểu là máy chấm công này, máy in là, đúng rồi. Đấy, nếu mà các bạn muốn mua PC kiểu ở trong siêu thị của mình thì các bạn có thể mua thêm một vài cái thiết bị nữa. À chết, sao mình có thể quên cái này Hoàng? Chúng ta sẽ có một cái video hôm mùng 3 Tết đã chị nói về những chiếc loa Bluetooth quẩy Tết đúng không? Quẩy loa này mới gọi là chuẩn hơn này đúng không? Vâng, này, nếu mà quẩy tại nhà là quẩy loa này chuẩn hơn đấy, các bạn có nhiều lắm này, microlab này. Nhiều các bộ để cho mọi người có thể set up với nhau. Đấy, và sau khi mà chúng ta mua hết đồ linh kiện ở tầng 1 rồi thì chúng ta phải làm gì tiếp theo nhỉ? Chúng ta phải lên tầng 2 cho anh em nhờ. Để lắp ráp nó lại đúng không nào? Đúng bây rồi, giờ chúng ta sẽ theo chân mình và Hoàng lên tầng 2 nhé. Rồi. Ôi, vừa lên cái chị đã nhìn thấy một cái logo rất là quen thuộc của Asus để chúng ta bày laptop đúng không? Trước khi PVC mình đi tham quan laptop tí được không em? Được, ok chị ạ. Thì chị bắt đầu nhu cầu mua nhiều quá. Từ đầu bên kia đi, từ đầu bên kia đi. Okay. Nó đi một giải luôn. Thì nếu mà anh em sẽ bắt đầu từ phía ngoài cửa sổ trời này đúng không? Thì chúng ta sẽ có khu vực là ba lo. Đấy, ba lo chúng ta sẽ có những cái ba lo để cho anh em có thể chứa đựng tất cả những cái laptop của anh em. Đây, và có cả là đây. Laptop luôn. Đấy là mát của cooler mát mẻ. Đấy, anh em nhá, nếu mà muốn cho mát laptop của mình mát hơn thì hãy mua cái đế này. Rồi tiếp theo nữa sang bên kia đi, chị Phương. Mình ra giới thiệu mọi người. Ui, những chiếc laptop màu bạc yêu dấu. Chúng ta sẽ đến với HP này. Và Intel, đó là những chiếc laptop đến từ HP và sử dụng CPU của Intel đúng không ạ? Ôi, chị thích mấy cái laptop màu bạc lắm nhá. Vâng. Ở đây full laptop hầu như là full màu bạc hết. Đây, để hãng HP cho các bạn lựa chọn một hãng mà có những cái thiết kế về laptop khá là đẹp và kiểu thời trang thanh lịch ấy. Vâng. Còn bên cạnh nữa còn em thì không thích HP đâu, em thích Lenovo hơn. Đây, thì bên Lenovo chúng ta sẽ có những chiếc laptop khá là hài hòa của họ. Mặc dù là hàng Lenovo nhưng mà chúng ta sẽ còn có những gọi là mashup của này, có cả HP, có cả Victus này, các kiểu nói kiểu chung này. Là chung với chung đúng không? Chung với chung. Đây, chúng ta sẽ có Lenovo IdeaPad này, một chiếc laptop giá khá là rẻ, phù hợp cho những anh em. Nó nhỏ xinh vậy, con này là bao nhiêu inch? Con này chỉ có 11 inch và chỉ có giá 9 triệu thôi. Đấy, rất là phù hợp với những anh em nào online mà. Đó. Rồi, bên kia thì sẽ còn có là Dell nữa, một chiếc laptop mà anh em nhiều anh em thích mua. À, chúng ta sẽ có những chiếc laptop đến từ Dell và những gọi là những cái hãng mà thể hiện được cái độ bền đạt chuẩn của đội Mỹ đúng không? Vâng. Đấy, trời ơi, những cái laptop này mà vợ chồng ở nhà mà có xảy ra xích mích gì thì cũng cẩn thận nha. Tiếp theo thì sẽ đến với một hãng mà mình cũng đang sở hữu một vài chiếc laptop thuộc cái hãng này, đó là hãng Acer. Đấy, những cái màu sắc. Nói chung là những hãng này thì nó sẽ có một cái chất lượng build nó tùy mẫu thì nó cũng sẽ không được quá cao cấp, nhưng mà nó bù lại thì giá thành nó sẽ rẻ hơn cho mọi người và dễ dàng lựa chọn hơn. Hoàng đâu rồi? Đúng không Hoàng? Đây chị ơi, em bên này này, em bên Asus này. Rồi. Asus đây cũng sẽ có rất nhiều chiếc laptop rất là xịn sò luôn. Từ dòng này, VTUF này, GamingTUF này, đến dòng ExpertBook này, các kiểu này. Và gaming, ROG các thứ. Nói chung là anh sẽ phục vụ được hết tất cả các nhu cầu của anh em luôn. Kể cả về nhu cầu làm việc văn phòng này, học online này, hay là chơi game nặng nề. Thì tất cả những chiếc laptop đấy đều có thể đáp ứng cho anh em nhé. Và nếu mà anh em đến đây không phải chỉ để mua laptop, mà để thứ nhất là bảo hành này, hoặc có thể là bảo dưỡng laptop này, hoặc là lắp máy tính, thì bên kia sẽ là khu vực dành cho kỹ thuật anh em nhé. Thế bây giờ mà chị muốn gọi là vệ sinh laptop này thì chị sẽ gặp em ở đâu nhỉ? Ui, ngay bàn đây. Ngay đây luôn à? Vâng. Thế BBC thì sao? Cũng ngay bàn này luôn. Thế chị ngồi đây chị theo dõi được hết đúng không? Chị ngồi đây là chị theo dõi được hết, là sẽ nhìn được tất cả những anh kỹ thuật đang làm gì, đang làm việc gì và đụng chạm gì với laptop của anh em, để anh em có thể đảm bảo được rằng là có chất lượng tốt nhất này, không làm gì hỏng này, và có thể tin tưởng hơn về cái chất lượng sử dụng và chất lượng sửa chữa của chúng mình nhá. Và sau khi xong rồi thì chúng ta phải đi thanh toán chứ nhỉ? Đúng rồi, đi thanh toán thôi. Và chị Thu Ngân xinh đẹp đang ngồi ngay bên cạnh. Đấy, thì anh có thể thanh toán ở phía bên này. Anh có thể thanh toán bằng tiền mặt này, bằng thẻ này, hoặc có thể lựa chọn qua các hình thức trả góp để giúp cho anh em dễ. Đúng rồi, hỗ trợ trả góp để giúp anh em có thể dễ mua bộ PC ước mơ của mình hơn. Và bây giờ thì lên kho xem là đúng rồi, xem tình trạng hàng có đủ phục vụ anh em cho ngày khai trương không. Ui. Trời ơi, rộng bằng một tầng luôn á. Vâng, rộng quá luôn đấy. Ui, trần này cao thế. Ôi, cao thế nhỉ? Nhưng mà chưa cao bằng Linh Đàm được. Làm sao bằng Linh Đàm được.
Rồi, thế thì bên chúng mình đây, bên cao lỗ chúng mình đây thì sẽ có đầy đủ tất cả là mặt hàng cho anh em nhé. Từ vỏ cây này, cái màn hình này, router, wifi, CPU, các kiểu sẽ có mặt hết trên này. Thì tất cả những đồ hàng ở đây đã đều được xếp rất là gọn gàng để có thể dễ dàng đưa đồ xuống và giúp anh em có một trải nghiệm mua hàng thật là nhanh chóng và dễ dàng. Và chắc chắn là với số lượng hàng hóa như thế này thì chúng mình sẽ phục vụ rất là tốt cho tất cả anh em. Với địa điểm đó là 77 cao lỗ Đông Anh, nhớ ghé qua cho chúng mình nhá. Hoàng ơi, bây giờ chị thấy là khách hàng đã đến khá đông rồi, bây giờ chúng ta phải xuống để kiểu hỏi thăm xem cái trải nghiệm mua sắm của khách hàng như nào nhỉ. Ui nhưng mà em nhìn chung nhiều hàng đấy hay quá, thôi đợi em tí nhá. Em kho to này em đi nhiều lạc ấy. Ui không sao rồi, em lớn rồi, buồn cười. Nhớ nhá. Thế thôi, chị xuống trước đây. 1 hour later. Ôi giời, không, một tiếng đồng hồ rồi. Trời ơi, cái thằng này bị lạc trên đấy rồi. Thôi không được, không được. Kệ Hoàng đi mọi người ạ, bây giờ khách đến đông quá rồi, chắc là mình phải đi thực hiện hành trình của mình thôi. Đi thôi, đi thôi. Mà tôi cảm thấy rất là hạnh phúc rất là nhiều khi mà khách hàng được sự quan tâm của khách hàng đến với chi nhánh, ủng hộ cho chi nhánh là sự rất là hạnh phúc. Để một cái khâu chuẩn bị nó sẽ được trơn tru nhất, rồi lại phục vụ khách hàng có tâm thế tốt nhất thì tất cả anh em bà con Đông Anh thì đã có chuẩn bị từ một tuần lễ trước rồi. Và ngay cả đến tối ngày hôm qua thì anh em cũng đã thức đến 11 giờ đêm, sáng cũng đã đến 5 giờ sáng để có một cái trạng thái phục vụ khách hàng tốt nhất. Trong năm 2022 tôi mong muốn bà con Đông Anh thì tất cả mọi thành viên của Hàngcom sẽ mang một cái phong cách phục vụ khách hàng, một tâm thế tốt nhất để mang tới sự hài lòng khách hàng đến với Hàngcom. Vậy thì không biết là bạn cảm thấy như thế nào về cái trải nghiệm mua hàng tại cơ sở Đông Anh của Hàngcom ạ? Em thấy đây là một trải nghiệm khá là thú vị ạ, bởi vì đây là cũng là lần đầu tiên em đến với Hàngcom ạ. Khi nghe thấy ví dụ Hàngcom đã mở thêm một chi nhánh ở rất gần mình thì em đã rất là vui mừng ạ. Và hứng khởi để có thể đến đây để có thể mua cho mình một chiếc laptop ạ. Thì chất lượng phục vụ ở đây em thấy là rất tốt ạ. Các bạn đều vô cùng nhiệt tình ạ. Nên em rất hài lòng ạ. Hôm nay em đến đây là em BUK ạ. Mua hàng nội bộ luôn. Em thấy hôm nay là Hacom bên mình là rất là ok. Anh nhân viên tư vấn rất là tốt và nhiệt tình. Thì nếu mà sau này có cơ hội nâng cấp thì em sẽ tiếp tục có ủng hộ bên mình, mới nhất là gần nhà, thứ hai là nó tiện với em. Em thấy là nhân viên đây phục vụ rất tốt và nhất là chị kế toán rất là xinh. Thì các bạn phải vào xem mới biết được. Các bạn ơi, vậy là Hoàng thực sự đã bị lạc ở trên kho của showroom Hacom Đông Anh rồi. Nhưng mà không sao, mình đã phỏng vấn được rất là nhiều những khách hàng đến trải nghiệm tại buổi khai trương ngày hôm nay. Và những khách hàng ngoại thành sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa để view PC hay là mua các linh kiện nhé. Đừng quên ủng hộ Hacom bằng cách like và subscribe để chúng mình ra những video tiếp theo. Xin chào.